Nghe qua mấy lời thoại đến khi mà hiểu luôn chứ gì. Nói nó vã vần. Mẹ mày đã hiểu luôn. Đọc tiếng, đọc tiếng Việt nhé, tiếng Việt. A bà a bờ cờ rồi đờ á ứ đọc rõ luôn. Nhiều khi tự lập đéo hiểu, mình còn nước có qua đéo lọc nữa. Mất công. Nhưng mà nhìn con này có vẻ được này, tôi đang để tôi hỏi ông Dũng xem có chơi muốn chơi thử không. Nhưng con này hơn 5 lít hơi đắt. À mới ra con này này mà tự nhiên thấy em Cường mua con này rồi. Got it.